các bạn thân mến, đây là không khí bắt đầu chuẩn bị vào cái buổi hoạt náo gian hàng của cộng đồng VVCI Vận Phúc. Đấy, mọi người bắt đầu đến này, lác đác đến này. Một người, hai người, vài người và dần dần nhiều người, mọi người đang rất là tưng bừng trưng bày hàng hóa ha. Đấy. Mọi người ơi, vẫy chào khán giả nào. Chào đây. Em ơi, tóc đỏ ơi. Tóc đỏ ơi, tóc đỏ. Ê, đây chị này. Tóc đỏ ơi. Em quay đây và những khán giả đây. Em vỗ vai nó cái. Ôi giời ơi. Và đây là cộng đồng Vạn Phúc sắp ra mắt rồi, nên mọi người ngoài cái việc mà đi họp gặp nhau hàng tuần ấy, thì họ còn tưng bừng là bàn luận xem là cái đồng phục để mặc ra mắt là màu gì. Đây là chủ tịch này, chủ tịch ơi, chủ tịch Vạn Phúc này, bây giờ chị thích là cộng đồng chị có màu sắc gì? Chị mà không nghĩ ra cái màu thì tôi nói thật. Màu vàng. Ừ, nghe thấy được, để mọi người cái loại sinh ngầu không biết chọn cái gì. Đúng rồi, tôi thích màu vàng lắm, và hiện tại giờ đây, là... Đây. Màu vàng là màu của hướng lên mặt trời, tiến lên thì hiện tại bây giờ là có cộng đồng phương Nam nó cũng đồng phục màu vàng, như vàng nó phần chóe loẹ, vàng tươi. Bây giờ mà mình chọn kiểu màu vàng đồng thì quá tuyệt vời. Vàng đồng là đẹp nhất. Vàng đồng là rất sang. Trong đồng và màu vàng, cái màu tím. Màu vàng đồng nhá. Dạ. Rồi, chốt nhá. Này, hai cô kia ơi, bàn luận gì đây? Bàn luận gì đây? Chào khán giả đi. Chào. Có thích màu vàng đồng cho màu đồng phục của Vạn Phúc không? Màu vàng đồng. Vàng đồng nó có bên kia cộng đồng nào màu vàng không? Bên kia là vàng chóe, phương Nam là vàng chóe. Thôi xanh lá chưa có kìa, xanh lá không vàng chóe phải vàng cứt chứ. Vàng chóe nhá. Đấy, anh gì ơi, anh gì đang pha gì đây? Đang pha trà matcha. Trà matcha nó có cái gì trong đấy? Trà matcha nó có đường, sữa, đất hương liệu rất là thơm. Cái sản phẩm của ai đấy anh? Công ty gì nhỉ? Nhưng mà nó tên nó là gì, biết là gì không? Công ty này có phải của bác Sáu Nhâm không? Xin chào người đẹp. Ôi dồi ôi, đây rồi. Đây có một người đẹp. Bạn em hả? Chào em nhé. Đang quay video. Hôm nay tự nhiên mặc đồ giống nhau vậy. Hai chị em mình đồng phục giống nhau nha. Đấy, đi đâu là phải quay video cho các bạn đây. Nói chung là Caramel Woman. Cara Woman ha. Đấy, đây là chụp hình của chương trình. Đấy. À, anh cười cái gì đấy hả? Đấy, còn đây là vui quá. Đấy, vui quá nha mọi người. Chúng ta cùng đi thăm. Đấy, gọi cái em tóc đỏ này nó không ngừng lên, nó không chào gì hết, mình phải đi tận nơi mình chào. Ta và cháu em chăm chú chứ này. Tập trung trưng bày hàng hóa ghê nhỉ. Hàng hóa gì đấy? Hay quá nhỉ. Đặt cái này lên đây làm gì nhỉ? Nhưng cái này đặt lên để sạc pin là hay sao? À, sạc không dây như này luôn mọi người. Đặt cái này nó hút vào nhau á. Hay nhỉ. Nhạc luôn. Hay quá nhỉ. Đấy. Còn đây là mọi người là check in. Lại kiếm đâu ra cái giấy lạ này nữa. Giấy này đâu ra đấy? Cứ đi họp đâu gom về. Hôm thì thấy của Outership. Đấy, đây là cô gái gọi là cần mẫn. Cứ ngồi hì hụi viết thu tiền. Thu tiền ai chả thích. Đấy, các bạn ha. Đây, sẽ chuẩn bị đây. Đấy. VVCI Vạn Phúc.